Sau đó có chuyện gì xảy ra? Thưa ông, sau đó cảnh sát truy lùng và giết cô ta. Ông nói xem, ai có thể thoát khỏi cảnh sát chứ? Có một điều ông nên biết, cái chết của Aruhi đã được định sẵn. Nếu cô ta không tự treo cổ, cũng chết do đạn của cảnh sát. Tôi rất vui khi biết tin đó. Tang lễ của cô ta được tổ chức vào ngày hôm sau. Cái xác thì sao? Sao tôi biết được chứ? Có thể nó bị thối rữa ở đâu đó, hoặc bị đốt đi. Tôi đang ở tù mà, cho nên tôi không biết rõ. Cảm ơn Chúa, lần này mình được cứu rồi. Có lẽ bây giờ Deep tin rằng Aruhi đã chết. Sao vậy? Con có vẻ rất hạnh phúc. Có vẻ như em vừa nhận được một vài tin tốt, phải không Tara? Em thật sự vừa nhận được một tin tốt lành. Mẹ, con vừa từ bệnh viện về. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của đứa bé và nói rằng đứa bé sắp chào đời của con hoàn toàn bình thường. Sau đó bác sĩ cũng hỏi là tại sao ba của bé không đến. Con nói với ông ấy rằng sức khỏe của anh ấy không được tốt. Con trả lời như vậy đúng chứ mẹ? Hãy làm lành với chồng con đi. Con biết hôm nay nó làm được một việc quan trọng thế nào không? Nó giải quyết được một vấn đề lớn đấy. Mẹ đã ngồi trước TV rất lâu vì tin tức đó. Tin tức mới chúng tôi vừa nhận được từ các nguồn tin của mình. Thanh tra Lakshya Virajachan, người bị bắt với lý do cưỡng bức một vũ công, ngày hôm nay anh ấy sẽ được tại ngoại. Ủy viên cảnh sát đã xác nhận điều này. Nghe chưa? Con nghe thấy chưa? Đây là những gì chồng con làm. Cảm ơn Deep. Sao mẹ lại cảm ơn con? Đây là điều chắc chắn xảy ra mà. Sao vậy Tara? Em không vui vì Virat được tại ngoại sao? Em rất vui. Mẹ, hôm nay anh trai con sẽ về nhà. Con rất vui. Con đã buồn vì không thể gặp anh trai mình trong trại giam do mang thai. Không sao, bây giờ ổn rồi. Con tự mình đón anh về. Tốt lắm. Tuyệt lắm Tara. Anh đi cùng em. Ôi, con cứ lẻo đẻo theo vợ mãi sao? Để anh em của nó có thời gian riêng. Con ở đây với mẹ. Vâng, đi đi. Dạ. Khó khăn lắm để tống Lakshya vào tù. Mình không thể để cho anh ta ra ngoài dễ dàng như vậy được. Mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì đó. Hôm nay mẹ rất vui vì con trai mẹ trở về. Nhanh lên đi, mẹ vừa điện cho ngài ủy viên. Mahara, Mahara, hãy làm những món ngon, đặc biệt là món yêu thích của Virat. Đi đi. Ngài ủy viên, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi đã được đối xử rất tốt trong thời gian qua. Tôi sẽ nhớ điều đó. Ngài biết rằng mẹ tôi không bao giờ quên những người giúp đỡ chúng tôi. Không cần vui mừng quá dội như vậy Lakshya. Bây giờ cậu được tại ngoại, nhưng không có nghĩa là cậu được tự do. Cánh cửa nhà tù đã mở. Tôi sẽ sớm được tự do thôi. Tạm biệt Tara. Virat, Tara em gái của anh.
Em có biết anh chỉ nhớ tới hai người khi bị nhốt ở đây, là em và mẹ. Ít ra thì em cũng chịu nhớ đến anh và đến đây. Anh Virat, nhưng mà em đến một mình sao? Chồng em đâu? À phải rồi, chắc anh ta đang bận gà bẫy hay đó. Đi thôi, mẹ đợi chúng ta đó. Đi. Chúng ta sẽ gửi một bó hoa và một hộp bánh lớn đến nhà của ngài Quý Viên. Phải ghi như thế nào đây? Tin nhắn à? Thưa ông bị buộc tội vào một vụ án nghiêm trọng như vậy. Ông muốn nói gì không? Mọi thứ đều là dối trá. Tôi bị gài bẫy. Thưa ông, thẩm phán bảo lãnh cho một sĩ quan cảnh sát tham nhũng. Ông không phản đối chuyện này sao? Thưa ông, đoạn video quay việc cảnh sát cưỡng bức một cô gái lan truyền rộng rãi. Ông xem đi. Người này thậm chí còn đang mặc đồng phục của cảnh sát. Không nên thả anh ta thưa ông. Sao họ dám nói gì vậy với anh Virat? Em sẽ không tha cho họ. Em sẽ cắt họ thành từng mảnh. Không ta ra. Em không cần làm gì. Anh tự ta làm. Hãy phát biểu thưa ông. Tôi đã giải thích rồi. Tôi muốn các cậu hiểu rằng tôi bị gài bẫy. Đó là một âm mưu, cậu hiểu không? Ông không thể cư xử như vậy với phóng viên. Các người mau cút ra đi. Thanh tra, từ chối bảo lãnh và nhốt anh ta lại. Điện thoại con đâu? Tại sao có chuyện này xảy ra? Mẹ đang hỏi con, làm sao video này bị phát tán với giới truyền thông? Có cách rồi. Mình sẽ gửi video của Laksia cho giới truyền thông từ điện thoại của Deep. Cảnh sát sẽ đối mặt với áp lực để giữ Virat lại trong tù, và mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu Deep. Anh Virat, ngài Quý Viên, ngài không thể nhốt anh trai tôi vào tù. Ngài nghe không? Ông không biết tôi là ai sao? Đó là kế hoạch của con phải không? Là kế hoạch đúng không? Người đến đây trong ngày lễ và quay video con trai của bà Roma Raichan trong chính ngôi nhà của bà ta. Con ở đây và con không biết gì về chuyện này sao? Cuộc sống của Virat sẽ bị hủy đi. Con đã nói nó được thả mà. Tại sao? Mẹ, con không biết nữa. Con không biết ai làm video này và làm thế nào nó bị rò rỉ ra. Con không biết gì hết. Đó là những gì con cần phải biết đấy. Chết tiệt. Đáng ra mẹ không nên giao công việc này cho con. Đó là lỗi của mẹ. Con cho mẹ quá nhiều hy vọng. Nếu con không thể làm cho Virat được thả, con có thể nói với mẹ mà. Mẹ có thể làm, BB có thể làm, bất cứ ai cũng có thể làm. Kế hoạch này, kế hoạch kia, cuối cùng kế hoạch của con là gì? Mẹ muốn con trai của mẹ ở đây. Con làm được không? Nếu không đem nó về, mẹ sẽ bắn con, mẹ sẽ giết con. Có một điều em không hiểu. Video được quay ngay trong nhà chứ không phải là bên ngoài. Có nghĩa là nó được quay bởi một người nào đó trong nhà chúng ta. Là ai phản bội gia đình mình chứ? Trước tiên, mẹ muốn Virat của mẹ ở đây. Và sau đó, con sẽ biết làm sao video này được quay tại nhà của Roma Raichan như thế nào. Ra ngoài. Ra ngoài.
Anh biết rất rõ người đó là ai. Ai? Nói cho em biết người đó là ai đi. Chính tay em sẽ bóp cổ hắn. Nói cho em biết đi Virat. Em sẽ không tha cho người đó. Em không tha cho hắn. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không cần tức giận như vậy. Em có thai mà. Hơn nữa bây giờ em trở thành một hình mẫu tốt đẹp. Sao em có thể cướp đi mạng sống của ai chứ? Đúng không? Em có thể làm bất cứ điều gì cho anh Virat. Em đang sôi máu lên. Nói cho em biết, kẻ nào chịu trách nhiệm cho việc anh bị nhốt ở đây? Em sẽ không tha cho hắn. Em sẽ thiêu sống hắn. Hãy nói cho em biết đó là ai. Anh sẽ nói. Chắc chắn anh sẽ nói. Nhưng hãy để anh ra khỏi tù đã. Sau đó anh tự biết hết mọi chuyện. Em sẽ đợi từng giây phút để anh được ra khỏi đây. Chăm sóc bản thân nhé. इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा Trước khi nói bất cứ điều gì, quan trọng nhất là phải biết được tôi đang nói chuyện với ai. Với em gái tôi ta ra hay là vợ của Điếp? Kế hoạch này, kế hoạch kia, cuối cùng kế hoạch của con là gì? Nếu không thể làm cho Virat được thả thì con có thể nói với mẹ. Mẹ có thể làm, Bibi có thể làm, bất cứ ai cũng có thể làm. Sao video của Virat bị rò rỉ ra? Tara, ai làm? Tôi. Em sao? Đúng vậy. Anh đã kết luận tôi phải chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây. Nên tôi nhận là tôi làm tất cả những chuyện này. Anh trai tôi ở trong tù, mẹ tôi căng thẳng và tôi cũng đang rất căng thẳng. Nhưng thay vì an ủi tôi, anh lại nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, như thể tất cả là do tôi làm. Có lẽ anh đã quên rằng người đang ngồi tù là anh trai tôi. Đây là gia đình của tôi. Sao tôi lại hãm hại chính gia đình mình chứ Điếp? Anh đâu thèm quan tâm. Những điều này không quan trọng với anh phải không? Đó là tại sao anh cứ đặt câu hỏi. Khi tôi đi, tôi đã đi đâu? Tôi đã gặp ai? Tại sao tôi lại đi? Hôm nay không phải anh mà là tôi sẽ hỏi. Nói cho tôi biết, chị dâu và cháu của Aruhi đang ở đâu? Hôm nay anh đi gặp ai đúng không? Anh gặp ai vậy? Trả lời tôi đi. Anh không trả lời được. Chúa thật bất công với tôi. Ông ấy đã biến một người như vậy thành chồng tôi. Người không quan tâm tôi. Người chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm tôi. Bỏ ra, ta ra nghe anh nói. Anh rất quan tâm em. Anh nói với em rất nhiều lần. Nếu em không cảm nhận như vậy, hãy tha thứ cho anh. Anh không thể nhìn thấy mình trong đôi mắt của em. Em muốn biết anh gặp ai phải không? Nghe này, anh đến gặp một người phụ nữ từng ngồi tù với Aruhi. Người đó đã kể cho anh nghe mọi thứ về Aruhi. Ý anh là mọi thứ là sao? Aruhi còn sống sao? Anh sẽ nói. Anh nói tất cả. Trước tiên hãy để làm dịu tâm trạng của em đi. Anh xin lỗi những gì anh đã làm. Bây giờ anh đang gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng anh chắc chắn làm bất cứ điều gì mà một người chồng nên làm. Chúng ta đi đâu đó đi.
đến nơi mà cả hai chúng ta có thể quên đi những rắc rối. Làm ơn. Điếp, anh đưa em đi đâu đó? Sao lại tối như vậy? Sao em căng thẳng vậy ta ra? Mọi thứ sẽ được thắp sáng ngay bây giờ. Điếp, những thứ này đẹp quá. Anh đã làm tất cả những điều này cho em. Sau một thời gian dài, em có thấy hạnh phúc không? Em thích phải không? Hãy nhớ về kỷ niệm ngày xưa đi. Anh dự định đưa em đi chơi sau khi Virat được tự do. Đến một cái đồi nào đó. Anh muốn đưa em đi đâu? Anh nghĩ đến Shimla. Shimla là nơi duy nhất chúng ta trải qua rất nhiều khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mình, nơi chúng ta cho em một cuộc sống mới bằng cách bẫy Arohi ở đó. Em sao vậy? Em hơi mệt. Có lẽ lâu quá em không khiêu dũng. Có lẽ vậy. Cái này, nước trái cây đặc biệt mà đầu bếp ở đây làm cho em. Loại nước này rất tốt cho em và con của chúng ta. Em uống đi. Thật sao? Mà uống đi. Em muốn biết lý do. Anh để cho cháu qua rồi sống phải không? Nó được sống nhưng cuộc sống của nó thậm chí tệ hơn Arohi trong tù. Em ổn chứ? Em muốn đi vệ sinh. Anh đi với em. Không, em ổn. Để em đi. Kali nói Arohi đã chết. Nhưng cô ta thật sự chết hay chưa? Dấu vân tay trên cái ly này sẽ trả lời.